Xin chào các bạn, giới thiệu với các bạn, đây là một gốc giấy hoa giấy ta có thể nói là to nhất ở vườn của tôi. Năm cách đây khoảng 2 năm rồi, chúng tôi mua lại được của một cái nhà trồng để chơi ở bờ Dậu thôi. Nó là một cái gốc cây rất lớn, chúng tôi đã đánh về đem trồng lại và mọc lên được những cái cành to bằng bắp tay rồi. Đây. Tuy nhiên rằng là đợt vừa rồi chúng tôi chuyển vườn và nó rụng hết lá đi và đợt đấy ra rất nhiều hoa nhưng chúng tôi vẫn chưa dám cắt sửa nó. Vẫn phải để cho cây nó khỏe mạnh. Đến cuối năm mà cây nó lên khỏe xanh tốt thì chúng tôi mới tiến hành cắt sửa. Chứ nếu bây giờ mà cắt bỏ nhiều quá thì nó sẽ dễ bị chết cái thân chính này. Vì thân chính này nó đã nhiều lần bị chặt rồi, đâm là nó giảm đi năng lượng. Mà nếu tiếp tục cắt sửa nữa thì cây nó sẽ hư, nó hỏng thân mất. Đâm là tôi để lại nhiều cành cho nó và để cho nó phát triển tốt rồi sau đó tiến hành xén tỉa. Còn những cây chúng tôi đã xén tỉa rồi thì đây, ví dụ như những gốc như này là chúng tôi vừa mới xén tỉa xong. Đây, giới thiệu với các bạn luôn một cái gốc ở đây. Cái cây này thì không được to lắm, gốc chỉ bằng bắp chân thôi. Nhưng mà chúng tôi đã xén tỉa nhiều lần, nó tạo thành cái dáng nó đã sum lại và nó ra nhiều răm chứ nó không còn lèo ngoèo như cái cây to vừa rồi nữa. Đây cũng vậy, đấy, gốc cây này cũng chỉ bằng hơn cổ chân thôi. Những cây này chúng tôi cũng đã xén rất là nhiều lần rồi. Đang sắp sửa ra rất nhiều hoa, hiện tại là lụ lon. Đấy là những cây mà tôi xén lại thì nó thành như thế này, còn lúc đầu thì nó chỉ như thế kia thôi. Nếu gốc khai thác về chúng ta mà xén ngay mạnh quá thì rất dễ bị hư cây. Đây là những gốc cây mà chúng tôi đang chờ tới đây xén tỉa tiếp. Và đây là một cái gốc cây mà nó đã bị bệnh, tức là khi chúng tôi đánh về là người ta trồng nó đã, người ta chặt bỏ nó mà. Đâm này, chặt bỏ nhiều mà không để cành cho nó đã chết, nó tạo thành bệnh. Bây giờ nó chỉ còn lũa như này thôi, chỉ còn vỏ thân thôi. Đấy, phần vỏ. Sau khi về chúng tôi để lại cành và chúng tôi đã xén tỉa được hơn một năm nay. Để lại cái tán như trên, bây giờ thì phần thân chính của nó không còn đặc nữa. Thế nhưng phần tán của nó lên mà ra hoa, chúng ta sau này có thể tì đá hoặc là tì ghép vào những cái phần cây khác. Ví dụ như là vào núi, vào đá hoặc là tì vào những cái cây mục khác hoặc cái cây lũa khác thì có thể tạo được cây hoa giấy, vẫn có thể chơi được mà vẫn giữ được cái tán đẹp. Đây, như cây này là chúng tôi đã xén tỉa lại. Đấy. Sau đây là có một số những cây hoa giấy nó ở dạng vừa vừa mà nó bị sổng. Chúng tôi sẽ tiến hành vừa mới xén, vừa xén đi để lấy cành dâm và cũng là vừa sửa cây luôn. Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là một số những cây hoa giấy mà chúng ta trồng mà nó lên mà nó bị sổng ra. Đây, ví dụ như cây này, tuy cũng là ghép mấy màu rồi, đây cây này là có vàng cam này, đây này có trắng đỏ này, đấy là tạo thành ba màu rồi. Thế nhưng tuy nhiên nếu nó lên ngoành ngoàng như này rồi thì có hoa cũng không thể chơi được. Nên chúng tôi tiến hành vừa cắt đi để lấy cành dâm và cũng là vừa để sửa cây luôn. Thế cắt ra cành nào dùng được thì chúng ta dâm, cành nào không được thì chúng ta bỏ đi. Đấy, khi cắt thì chúng tôi cũng tách màu luôn. Ví dụ những cây màu vàng tôi sẽ để riêng, tránh nhầm lẫn. Cắt nguyên một cây màu vàng để riêng ra. Đấy, tìm đúng cây màu vàng thôi. Còn lại là cây trắng đỏ thì chúng ta sẽ cắt dồn vào một thể. Đấy, cây này nó dài quá rồi mà nó ngả nghiêng. Đây là toàn bộ cành trắng đỏ. Tôi để riêng ra đây. Đáng nhẽ là cây này tôi định sửa từ năm ngoái. Thế nhưng vì với cái lý do là nhà vườn vẫn thiếu cành dâm. Mỗi cái chậu hoa giấy mà dâm cành này với mỗi một cái cân cành giấy 5 màu, các màu giấy ta này thì nó là khoảng 100.000 một cân cành. Chính vì vậy chúng tôi tiết kiệm là sẽ không cắt vào cái mùa khô. Như thế cành nó sẽ vứt đi lãng phí và lại không, cũng chỉ để sửa cây thôi. Mà cây thì chưa bán ngay. Chúng tôi mới tiến hành là sửa vào đây cành màu cam. Chúng tôi tiến hành sửa vào mùa xuân này thì một công đôi việc luôn. Chúng ta những cành nhỏ chúng ta vứt đi, ta vừa sửa được cây mà lại vừa có được cành dâm. Những cành nào mà đủ tiêu chuẩn dâm thì chúng ta tiến hành cho dâm luôn để đỡ lãng phí. Cắt thế này thôi nhưng hoa giấy lên rất khỏe. Bây giờ đang là đầu xuân, đến hè mà cái chúng ta chăm vào cái với những chậu hoa giấy như này mà chúng ta xén đi rồi, nó mọc ra đầy dâm mới. Như thế cái chậu nó gọn gàng trở lại và lại rất là đẹp và lại vẫn có cành. Đây là cành màu cam này.
Thường sén này tôi thường bao giờ tôi cũng cắt triệt để, để mục đích cho nó lên đều. Rất ít khi tôi để lại nó còn lá. Ví dụ như cái cành còn khỏe với cành không còn cắt, với cành cắt mà nó lệch nhau thì khi lên nó sẽ không đồng đều. Tôi thường tôi sén đều đi hết để mục đích đấy, cái cây nó gọn lại như này. Để chúng ta có thể là đóng chặt cái cành này xuống để nó giữ cái phần cọc chính. Đấy, thế là sén gọn đi rồi. Thế là chúng ta vừa lấy được cành này, tí tôi lại cắt ra để dâm với những cái cành to. Còn cành nhỏ thì chúng ta bỏ. Và đây là những cái cây mà chúng tôi đã cắt sửa đi. Đây ví dụ như cây này là hoàn toàn là toàn màu vàng hết. Tôi vừa mới cắt sửa đi để lấy cành dâm. Đây những cành như này cắt ra là dâm rất lý tưởng, bằng ngón tay trỏ với bằng cái đũa trở lên. Đấy thì chúng ta vẫn lại được lại cái phôi gốc như này. Tới đây nó lẩy lọc lên là lại thành cây đẹp. Đây còn rất nhiều những cây và tới đây chúng tôi sẽ tiến hành cắt sửa tiếp. Đây cả một cái dãy này hai bên. Đấy. Đúng rồi, những cây này là tiến hành rồi, cũng tiến hành cắt đây. Mặc dù rất là nhiều hoa. Đấy, nhưng cây này tôi có thể tiến hành, tí cũng tiến hành cắt luôn. Còn đây sau khi tiến hành cắt sửa rồi thì là nó ra dăm mới, nó sẽ gọn gàng lại, nó sẽ tạo thành những cây hoa giấy mà có thể nó như thế này. Thì chúng ta mới có thể chơi được hoặc cũng có thể là đem bán. Xin chào các bạn. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.